Khoảng 4 giờ sáng ngày 21 tháng 6, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ với xe tải chở hàng. Hậu quả 11 người bị thương nặng, trong đó có trẻ em và gia đình người nước ngoài. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên xe khách 16 chỗ chở nhiều người trong gia đình ở tỉnh Tiền Giang đi du lịch Nha Trang. Khi đến đoạn đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương đoạn qua tỉnh Tiền Giang và tiếp giáp với thành phố Tân An, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với một xe khác. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa 11 người bị tai nạn nhập viện vào khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Trong số các nạn nhân, có một bé trai sinh năm 2019 bị gãy xương đùi, các nạn nhân khác chấn thương đai cổ cứng, đa chấn thương. Đội ngũ y bác sĩ sử dụng tất cả các biện pháp để giảm đau, cầm máu, cố định các chi chấn thương và hoàn tất các bước sơ cứu cho các nạn nhân hiện tại tình trạng đã ổn định và vẫn đang nằm điều trị theo dõi tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được xác minh, điều tra làm rõ. Khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 6, ô tô tải biển số Hà Tĩnh 38 c 180 chở 3 người lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam Bắc. Khi đến đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, ô tô tải Hà Tĩnh xảy ra va chạm với ô tô biển số Hà Nội 29H889. Cú va chạm mạnh khiến xe tải biển số Hà Tĩnh bị hất văng sang làn đường ngược lại và bị xe đầu kéo biển số Tiền Giang 63C076 kéo theo dơ móc, đâm trúng. Cú tông mạnh khiến ba người đàn ông ngồi trong xe biển số Hà Tĩnh tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe này đứt làm đôi, thùng và cabin nằm hai nơi khác nhau. Một bánh văng khỏi xe, trên mặt đường còn in hẳn vết bánh xe trượt dài sau cú phanh gấp của xe đầu kéo. Nhiều mảnh vỡ của phương tiện nằm vương vãi trên nền đường. Người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường, vụ tai nạn khiến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này ách tắc cục bộ. Sáng cùng ngày, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Bệnh viện Trung ương Huế đang tiếp tục chữa trị cho 9 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô vừa xảy ra trên quốc lộ một tránh Huế đoạn qua phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 6 Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh thừa Thiên Huế nhận được tin báo của người dân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này, đoạn ở khu vực cửa hàng xăng dầu ba sao, phường Thủy Phương. Trung tâm đã điều lực lượng, phương tiện khẩn trương lên đường, tiếp cận hiện trường, cấp cứu nạn nhân. Đây là vụ tai nạn giữa xe tải, xe đầu kéo và xe khách. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nhiều chỗ sau va chạm, xe tải và xe khách quay ngang chắn làn đường xe chạy, xe đầu kéo lao ra khỏi lòng đường và mắc kẹt bên mương nước. Vụ tai nạn đã làm anh Trương Đình Ngờ, 48 tuổi tài xế xe tải bị thương ở ngón tay, Nguyễn Văn Tê, 33 tuổi. Tài xế xe đầu kéo bị thương ở cẳng tay, 5 người đi trên xe khách, trong đó có ba trẻ em 6 tuổi và 8 tuổi bị thương ở vùng đầu, vai và mặt. Được biết, tất cả các nạn nhân trên đều trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện tình trạng sức khỏe các nạn nhân đã ổn định. Sáng 31 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, xe tải biển số 71C081. XX do tài xế P. Q. A. sinh năm 1987, quê Bến Tre, điều khiển lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai. Khi vừa qua khu vực ngã 4 Bồn Nước, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, thì xảy ra va chạm với ô tô tải 54 i 12 xx do tài xế D. H. T. sinh năm 1976, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Va chạm khiến xe tải biển số tỉnh Bến Tre mất lái tông tiếp vào ô tô con biển số 67A072XX do anh N. H. Quỳ. V. Sinh năm 1992, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển và xe tải 60C507XX lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến xe tải nhỏ biển số thành phố Hồ Chí Minh lật nhào văng vào lề đường bên phải. Các phương tiện liên quan đều bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe tại hiện trường. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong về người. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa, giao thông ổn định trở lại. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5. Xe tải biển kiểm soát 26C 08520 chở hàng lưu thông trên đường nối cao tốc nội bài Lào Cai đi Sapa, tỉnh lộ 155, hướng Sapa đi thành phố Lào Cai, hiện chưa rõ người điều khiển. Khi xe đi đến cầu bê tông, km 7 680, thuộc địa phận thôn Tòng Sành 1, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát thì bất ngờ lật qua thành cầu, rơi xuống vực sâu khoảng 50 mét. Vụ tai nạn khiến ba người trên xe, gồm Lường Văn Hát, sinh năm 1991, chú Bản He, xã Triền Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Lò Văn Tê, và một người tên Tê, bị thương, chiếc xe tải hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Vào khoảng 13 giờ ngày 13 tháng 5, trên đường DT741, đoạn qua tổ 7, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách với xe tải và xe container. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe container chạy theo hướng từ Bình Phước đi Bình Dương, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái và lao sang làn đường chiều ngược lại. Đúng lúc này, xe khách ở chiều từ Bình Dương đi Bình Phước lao tới, không xử lý kịp, đã tông trúng hiện trường tai nạn. Một chiếc xe tải chở hàng cũng đâm vào, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa ba phương tiện. Sau tai nạn, chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt, người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng nước dập lửa. Tại hiện trường, xe tải thì bẹp rúm, hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị hư hỏng. Hậu quả vụ tai nạn khiến khoảng 10 người bị thương, xe container bốc cháy, còn hai phương tiện xe khách và xe tải hư hỏng nặng. Trong đó có hai người trên xe tải, tài xế xe khách và một số hành khách bị thương nặng, những người còn lại bị nhẹ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước lập tức điều hai xe chữa cháy và một xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy xe container. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách với xe tải chở hàng và xe container xảy ra khoảng 11 giờ trưa 13 tháng 5 trên đường điện thoại 741, đoạn qua tổ 7 ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe container chạy hướng từ Bình Phước đi Bình Dương. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái tông vào con lươn và lao sang làn đường chiều ngược lại. Đúng lúc này xe khách ở chiều từ Bình Dương đi Bình Phước lao tới không xử lý kịp đã tông trúng hiện trường tai nạn. Một chiếc xe tải chở hàng cũng xảy ra tai nạn tại đây, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa ba phương tiện. Sau tai nạn, chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt. Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng nước dập lửa. Tại hiện trường, xe tải bẹp rúm hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị bể, hư hỏng. Người dân chứng kiến cho biết vụ tai nạn khiến khoảng 10 người bị thương. Trong đó, có hai người trên xe tải, tài xế xe khách và một số hành khách bị thương nặng, những người còn lại bị nhẹ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Phước lập tức điều hai xe chữa cháy và một xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy xe container. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn xảy ra tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, khiến 8 người thương vong, anh NLH, chú xã Tú Nang, vẫn nhớ như in cảnh tượng sau khi xe tải lao vào sạp hàng ven quốc lộ 6. Anh hát kể, nhà gần hiện trường vụ tai nạn, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ở trong nhà. Anh hát nói, đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn, khi chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng khó tin xảy ra trước mắt, gạch văng khắp nơi, người dưới gầm xe. Theo anh hát, Cảnh tượng lúc vụ việc xảy ra rất hỗn loạn, anh chỉ biết chạy đến để hỗ trợ cứu người, đưa các nạn nhân ra khỏi gầm xe. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ tai nạn, chị Quy, nhà gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, sau khi đâm xe vào nhà, người kêu cứu hò hét khắp nơi, có mấy người bị thương ở chân đau quá kêu rất lớn. Theo chị Quy, người dân xung quanh khi đó đều chạy đến hô hào cứu người, còn tài xế xe đầu kéo trông không được tỉnh táo. Chị Quy chia sẻ May trên xe không có hàng, nếu xe chở nặng không biết hậu quả sẽ thế nào. Trước đó vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 5, tại tuyến quốc lộ 6 đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tài xế Nguyễn Mạnh Hà, 45 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình, điều khiển xe đầu kéo đã tông vào nhà dân, khiến một người thiệt mạng, 7 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Hà phát hiện vi phạm nồng độ cồn Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận đã uống khoảng 10 chén rượu trước khi lái xe. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Châu đã ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hà để điều tra theo quy định pháp luật. Ngày 6 tháng 5, cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin, công an huyện Yên Châu Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1979, trú tại phường Minh Trung, thành phố Hòa Bình. Theo lời khai của Hà, khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 5, Hà điều khiển ô tô đầu kéo, biển số 26C 03737, di chuyển hướng Sơn La đi Hà Nội. Đến km 244 300 quốc lộ 6, Hà liên lạc với bạn tên là S, chú ở bàn Sốc Sạng, xã Trường Bàn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để hẹn ăn cơm tối. Sau đó, Hà lái xe đỗ vào bãi đất trống bên đường. S đi xe máy ra, đưa Hà vào nhà một người tên là D để ăn cơm trong khi ăn cơm, Hà uống khoảng 10 chén rượu nhỏ. Gần 22 giờ cùng ngày, Hà di chuyển theo hướng Hà Nội. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đến km 219 063 quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa của gia đình anh PMC. Lúc này có 8 người đang ngồi trong quán tạp hóa vụ tai nạn khiến một người chết và bảy người bị thương trong đó năm người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện đa khoa mộc châu bốn ca phải mổ ngay trong đêm một ca chuyển bệnh viện việt đức hà nội qua kiểm tra lái xe nguyễn mạnh hà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 04 mg trên 1 lít âm tính với chất ma túy